Con xin kính mời cha quản hạt, quý cha cùng với cộng đoàn an tọa. Kính thưa cha quản hạt, kính thưa quý cha, kính thưa quý sơ, quý thầy, cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Ngày 12 tháng 12 vừa qua, cha Phêrô Nguyễn Văn Hải được bề trên bổ nhiệm làm phó sứ của giáo sứ Hoàng Nguyên, và ngài có chuyển cho con văn thư bổ nhiệm của Đức Tổng Giám mục Giuse. Con xin được đọc văn thư bổ nhiệm. Tổng Giáo phận Hà Nội, thư bổ nhiệm. Kính gửi cha Phêrô Nguyễn Văn Hải, cha Phêrô thân mến, vì lợi ích thiêng liêng của các tín hữu và nhu cầu của giáo phận, chiếu theo giáo luật khoản 147 và 156, sau khi bàn hỏi với ban tư vấn và các vị hữu trách, nay với quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám mục Hà Nội, tôi quyết định bổ nhiệm cha làm phó sứ Hoàng Nguyên. Khi thi hành sứ vụ, xin cha lưu tâm cách đặc biệt quyền, nghĩa vụ và chức năng cha phó sứ được quy định tại điều 542 triệt 2 tới điều 552 Bộ Giáo luật. Bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 12 năm 2021. Tôi tin rằng với lòng nhiệt thành, cha sẽ hăng say phục vụ giáo hội trong sứ vụ mà tôi ủy thác cho cha. Xin Chúa Kitô Mục Tử nhân lành qua lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria chúc phúc và giúp cha chu toàn sứ vụ. Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2021. Nơi nhận: cha Phêrô Nguyễn Văn Hải, cha xứ Hoàng Nguyên, Lưu Văn Khố, tòa giám mục, Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội đã ký. Và với tư cách của cha xứ, thì con xin trân trọng giới thiệu với cha quản hạt, với quý cha đồng tế, với quý sơ, quý thầy và toàn thể cộng đoàn ngày ra mắt chính thức của cha Phêrô Nguyễn Văn Hải, cha phó sứ của giáo xứ Hoàng Nguyên. Chúng ta cùng chào mừng ngài bằng một tràng pháo tay. Kính thưa cha quản hạt, kính thưa quý cha và cộng đoàn, khi mà được tin bề trên bổ nhiệm cha Phêrô về làm phó sứ giáo xứ Hoàng Nguyên, thì cộng đoàn ba giáo xứ Hoàng Nguyên, Cổ Liêu và Thủy Trú rất là hoan hỷ. Bởi vì qua sự hiện diện của cha Phêrô cùng với con, thì các nhu cầu mục vụ của ba giáo xứ được đáp ứng nhiều hơn. Hiện nay chúng con có gần 6.000 nhân danh với ba giáo xứ và nhà thờ là 10 chiếc, kể cả nhà thờ trường Hoàng Nguyên. Riêng lễ thi thiếu nhi của chúng con ngày thường trong tuần đã có 4 lễ thiếu nhi và ngày Chủ nhật là 3 lễ thiếu nhi, cùng với nhiều nhu cầu khác nữa. Cho nên là chúng con rất là hoan hỷ. Riêng cá nhân con, khi mà có sự hiện diện của cha Phêrô đồng hành với tư cách là người anh em, con cũng rất là vui. Bởi vì từ khi mà cha Phêrô về thì những công việc mục vụ tại ba giáo xứ này được người anh em chia sẻ với con. Hôm nay con kính mời cha quản hạt cùng với cộng đoàn quý cha về đây để hiệp dâng thánh lễ, không chỉ ra mắt cha phó mà còn hiệp lời tạ ơn Chúa vì sự bổ nhiệm tốt lành này. Chúng ta cùng đồng một tràng pháo tay nữa để cảm ơn Chúa và cảm ơn Ngài. Mời cha Phêrô ngồi xuống một tí. Ngoài những cha rất là quen thuộc với chúng ta như là cha quản hạt, rồi cha Đa Minh, hay là cha Doan, hoặc là cha Giuse bên Cổ Liêu, thì khu vực của chúng ta còn đón chào ba cha xứ mới. Trước nhất là con xin giới thiệu với cộng đoàn cha xứ của giáo xứ Hòa Khê, người về thay cho cha cố Phanxicô Vũ Đức Văn,
đó là cha Doan Nguyễn Mạnh Hùng. Chúng ta cùng chào mừng Ngài bằng một tràng hoa tay. Bên cạnh cha Doan là cha Giuse Mai Văn Thùy, về làm chính sứ giáo sứ Bái Xuyên, thay cho cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn. Chúng ta cùng chào mừng Ngài bằng một tràng hoa tay. Và một người hàng xóm rất là gần gũi với giáo xứ chúng ta, cha Giuse Nguyễn Quang Khánh, chính sứ giáo xứ Bái Đô. Chúng ta cũng chào mừng Ngài bằng tràng hoa tay. Và hôm nay có một sự hiện diện rất là chân quý của ông bà cố của cha Phó Phêrô. Ban nãy ở trong nhà khách thì ông cố nói rằng là gia đình rất là vui vẻ qua cái sự hiện diện cũng như việc chuyển chức của cha Phêrô, là bởi vì kể từ ngày chuyển chức thì ông bà cố không chỉ gọi cha Phêrô là con mà còn là cha con nữa. Chúng ta cùng chúc mừng và chào mừng ông bà cố một tràng hoa tay. Giờ đây con xin kính mời cha quản hạt cùng với quý cha chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Và kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Hôm nay thật là vui mừng khi giáo sứ Hoàng Nguyên có thánh lễ tạ ơn Chúa và chính thức giới thiệu cho phó sứ Hoàng Nguyên. Không biết các cụ, các ông bà, anh chị em của Hoàng Nguyên có nhớ rằng khi nào, từ bao giờ ở Hoàng Nguyên có cha xứ và cha phó ở cùng không? Có nhớ không? Có không đã? Bao giờ? Bao giờ cũng chẳng nhớ đó đúng không? Tôi cũng chả nhớ đấy cơ mà. Bởi vì tôi ở mấy cố trình 20 năm mà cố trình coi xứ Hoàng Nguyên 40 năm mà cũng không có cha phó. Đấy, mà tôi chỉ được nghe kể lại là ngày xưa là có cha Già Tề và cha Hướng là cha phó, vẫn gọi chung một tiếng là Già Tề và phó Hướng. Tôi nghe thấy như vậy thôi chứ còn cũng chẳng biết là các đấng ở với nhau vào cái thời nào. Chắc chắn là chỉ các cụ cao niên của Hoàng Nguyên thì mới biết về xứ Hoàng Nguyên có khi có cha chính xứ và có cha phó ở cùng đây thôi. Thế còn suốt dọc dài thời gian tôi đã biết cũng như các cụ ông bà anh chị em đã thấy rằng Hoàng Nguyên thì có cha xứ, thế nhưng mà để có cha phó thì rất khó và thấy khó nhớ nữa. Nhưng hôm nay chúng ta thấy trở lại với một cái thời điểm rất là xa, để có cha chính xứ và có cả cha phó ở cùng. Đấy, để cộng tác và làm việc cùng với cha phó, cha xứ, để cộng đoàn giáo xứ chúng ta có thêm những người để phục vụ. Để hôm nay một tràng vỗ tay nữa để chúng ta chúc mừng Hoàng Nguyên, cha xứ và cha phó về ở cùng. Hôm nay chúng ta nhìn thấy các cha phẩm phục đỏ, đó là ngày lễ các thánh từ đạo của Việt Nam và là các đấng là người của giáo phận Hà Nội nữa. Và trong các thánh từ đạo hôm nay mừng kỳ nhớ là có thánh Đường là quan thầy của công nghị giáo phận trong tương lai. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam có rất nhiều các chứng nhân anh dũng về đời sống đức tin và cũng thấy cũng là gương sáng cho chúng ta trong đời sống đức tin ngày hôm nay. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa ban phúc từ đạo cho các chứng nhân là tổ tiên cha ông chúng ta. Và nhờ máu của các thánh từ đạo đổ ra là chính tổ tiên cha ông của chúng ta mà chúng ta có ngày hôm nay. Mặc dù là không phải trong thời gian cấm cách bách hại nữa, nhưng chúng ta đang sống ở trong cái thời rất dễ dàng và tự do. Cố gắng để các cụ ông bà anh chị em chúng ta tất cả diễn tả đức tin và làm chứng cho Chúa ngay trên đất mẹ Việt Nam thân thương của chúng ta, vì nơi đây cũng chính là nơi mà tổ tiên cha ông chúng ta cũng đã sống đức tin, chết cho đức tin và kiên trung để làm chứng cho Chúa. Chúng ta hãy xin Chúa qua các thánh từ đạo Việt Nam, đặc biệt là các thánh mà chúng ta nhớ ngày hôm nay, để giúp chúng ta có biết trung thành với Chúa luôn luôn, để rồi chúng ta lấy chính đời sống của chúng ta để sống đời sống đức tin, đời sống đạo, bởi vì có dám sống đạo thì mới có dám từ đạo để làm chứng cho Chúa. Để lời tạ ơn và lời cầu xin của chúng ta được Chúa chấp nhận, tức là trong ngày thánh lễ hôm nay, cha phó sứ chính thức để ở cùng anh chị em, cùng với cha sứ để phục vụ anh chị em, chúng ta hãy xin Chúa ban thêm sức
ơn khôn ngoan cho cha xứ, cha phó và cho kính cả cộng đoàn chúng ta nữa, để mỗi người chúng ta biết lấy đời sống của mình để làm chứng cho Chúa và sống đời sống đức tin. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm lỗi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Tôi thay tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin được ba ba nghe trong tôi đồng chí. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa, hàng năm Chúa ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm ngày các thánh Phaolô, Nguyễn Văn Mỹ và Phêrô, Trương Văn Đường được diễm phúc cùng chịu đau khổ với Đức Kitô. Xin cho chúng con thêm phần phấn khởi vì được Chúa nhận lời là ban cho chúng con một niềm tin sắt đá như các ngài đã anh dũng tuyên xưng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah: Reo mừng lên, hỡi người phụ nữ Sion, son sẻ không sinh con, hãy bật tiếng reo hò mừng vui, hỡi ai chưa một lần chuyển dạ. Vì con của phụ nữ bị bỏ rơi thì đông hơn con của phụ nữ có chồng. Đức Chúa phán: Hãy nới rộng lều ngươi đang ở, căng các tấm bạt ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ. Nối dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho chắc, vì ngươi sẽ tràn ra hai bên tả hữu, dòng dõi ngươi sẽ thừa kế các dân tộc và đến ở trong các thành bỏ hoang. Đừng sợ chi, ngươi sẽ không phải xấu hổ, chớ e thẹn, ngươi sẽ không phải nhục nhằn. Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân và không còn nhớ bao nhục nhằn thời quá bụa. Quả thế, đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là đấng đã tác thành ngươi, tôn danh người là Đức Chúa các đạo binh. Đấng chuộc ngươi về chính là Đức Thánh của Israel, tước hiệu người là Thiên Chúa toàn cõi đất. Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn, người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành. Thiên Chúa ngươi phán như vậy: Trong một thời gian ngắn, ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Lúc lửa giận bừng bừng, ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, ta lại chạy lòng thương xót. Đức Chúa, đấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy: Ta cũng sẽ làm như thời Nô-ê. Lúc đó, ta đã thề rằng hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa. Cũng vậy, nay ta thề sẽ không còn nổi giận và hăm dọa ngươi đâu. Núi có rời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, giao ước hòa bình của ta cũng chẳng chuyển lay. Đức Chúa là đấng thương xót ngươi phán như vậy. Đó là lời Chúa. Ngào mang sông vãi rêu, khi mai sau mùa gần, gần trong vui múa hò reo. Ơi ra đi nghẹn ngào mang sông vãi rêu, khi mai sau được mùa, gần trong đưa về. Ta nghĩ mình như giữa giang
cho ta Chúa làm thật là sâu cao. Ôi vui sao hạnh phúc dâng trào. Ai ra đi nghẹn ngào. Sông cạn non nước phía Nam, người đi gieo giống lòng nghẹn ngào trong mong, trong tương lai gần hãy vui mừng. Ai ra đi nghẹn ngào. Tràn mang theo ngàn bông giống vãi rêu, họ hân hoan ngỡ ngàng ngày về reo vang trên đôi vai nặng gánh lúa vàng. Ai ra đi bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, trong mọi sự chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa. Gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Bị coi là bị bợm, nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành. Bị coi là vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến. Bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống. Coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ thực không bị giết chết. Coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ. Coi như nghèo túng, như kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở lên giàu có. Coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không? Hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói: Ông Gioan tẩy giả sai chúng tôi đến hỏi thầy: Thầy có thật là đấng phải đến không? Hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chính giờ ấy, Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Đó là lời Chúa. Không biết hôm nay là có được ăn cả không, nhưng mà lại phải làm cả đây. Kính thưa anh chị em, cách riêng là với giáo sư Hoàng Nguyên, giáo sư Cổ Liêu và giáo sư Thủy Chú, ba giáo sư hôm nay rất là vui mừng cùng với cha xứ để chúng ta đón cha phó. Như tôi nói lúc đầu lễ, để Hoàng Nguyên nhớ được khi nào nhà xứ Hoàng Nguyên có cha chính xứ và cha phó xứ, thì số người mà nhớ được hôm nay chắc còn rất ít. Đấy, nhưng phải nhớ rằng đã có một thời rất dài Hoàng Nguyên có cha xứ và có cha phó. Còn ở cái thời điểm nào, tôi nghĩ rằng chắc chắn nó phải là ở trong cái thập kỷ 40-50 của thế kỷ trước. Thế còn từ 50, 60, 70 cho đến thế kỷ mới này thì tôi biết là không có cha phó, chỉ có cha xứ thôi. Đấy. Vậy thì hôm nay chúng ta vui mừng để đón cha phó về với giáo xứ Hoàng Nguyên để cùng với cha xứ phục vụ anh chị em trong ba giáo xứ. Chúng ta có quyền để chúng ta nhìn lại quá khứ, để rồi chúng ta sống cho hiện tại và chúng ta hướng về tương lai thật tích cực. Cả ba bài đọc hôm nay chúng ta cũng thấy nói tới quá khứ, hiện tại và tương lai. Bài đọc thứ nhất, sách Sophonia, nói cho chúng ta về một viễn cảnh rất là tốt đẹp khi Thiên Chúa đã lở lại mặt để nhìn lại dân của Chúa. Và Người đã thực hiện tất cả những điều tốt lành cho dân của Ngài. Khi mà dân của Chúa có những thời kỳ đã không còn trung thành với Chúa khiến Ngài nổi giận, thế nhưng Sophonia đã thông báo rằng Thiên Chúa đã trở lại, Thiên Chúa đã ghé mắt nhân từ để cho niềm vui được trở lại. Thiết nghĩ hôm nay giáo sư Hoàng Nguyên cũng mang cái tinh thần của tiên tri Sophonia để chúng ta rất là vui mừng. Vui mừng vì chúng ta đã luôn luôn có cha xứ ở cùng với chúng ta, nhưng hôm nay lại đón thêm một cha phó nữa để về cộng tác với cha xứ để lo là công việc phục vụ anh chị em. Vui lắm chứ. Bởi vì tôi cũng đã có những thời kỳ đã có những cha phó ở cùng nhàn lắm. Tất cả mọi việc cứ chia cho cha phó, cứ phân công cho cha phó để cha phó cộng tác. Rất là đẹp. Đấy, cho nên hôm nay Hoàng Nguyên trở lại cái thời kỳ có cha chính xứ và có cha phó. Không biết là cha xứ hôm nay nói như thế này, nói như thế thì có phải thế không? Đấy. Nói vậy nhưng mà người ta bảo không phải vậy. Nhưng tôi tin rằng cha xứ của chúng ta không nói sai. Đấy, bởi vì kinh nghiệm của chúng tôi làm mục vụ chúng tôi biết rồi. Đấy, có một cha phó ở bên cạnh, có một cha ở bên cạnh để cộng tác, để rồi cùng nhau thi hành công việc, tiến triển biết bao, lợi cho giáo dân biết chừng nào. Bởi vì để đáp ứng nhu cầu của giáo dân ngày hôm nay thì không phải là cứ như ngày xưa cứ chia giờ ra là được. Bởi vì tất cả mọi ngày, mọi giờ trong ngày lúc nào cũng có những nhu cầu của giáo dân đòi phải đáp ứng. Thì có một cha ở bên cạnh thì cha chính xứ chưa làm kịp, chưa làm nổi thì cha phó sẽ sẵn sàng cộng tác. Thưa anh chị em, tốt lắm. Đấy.
Tôi nhớ khi tôi ở Bãi Vàng cũng có cha phó. Khi tôi về Bút Đông thì có một lúc của tôi có hai cha phó. Đấy. Một trong hai cha phó hôm nay là cha chính xứ Bái Xuyên. Đấy. Ở với tôi ở Bút Đông 2 năm. Đấy. Thế nên khi mà có cha phó, bề trên mà đã xin cha phó, mà bề trên công nhận mà đồng ý cho cha phó về là mừng lắm. Mừng lắm. Đấy. Bởi vì có người cộng tác, có người để chia sẻ công việc, để đỡ đi những gánh nặng trong phục vụ như anh chị em biết đó. Một giáo xứ Hoàng Nguyên như cha xứ vừa mới nói là có tới 6-7 nghìn giáo dân. Một mình thì làm thế nào được? Lễ còn chưa làm đủ, làm nổi chưa, chứ còn là những việc khác mục vụ nữa. Ở trên hôm nay, cái bài sách Thánh Thứ Nhất Tiên Tri Sophoria diễn tả một khung cảnh rất là vui tươi cho dân của Chúa khi xưa. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một niềm vui tràn ngập trên giáo xứ Hoàng Nguyên, Cổ Liêu và Thủy Chú chúng ta, cũng như là trên tất cả mọi người giáo dân trên giáo xứ này. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Thế rồi, thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-rinh-tô, thánh nhân cũng minh chứng về một đời sống trung kiên với Chúa, trung thành với Chúa cho dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, sướng khổ buồn vui. Thánh nhân cũng nói với cộng đoàn Cô-rinh-tô là chúng tôi rất trung thành với Chúa. Có lúc trở nên nghèo khó, túng bấn, thế nhưng mà vẫn luôn trở thành những con người giàu có và đem lại sự giàu có cho người khác. Gian lao vất vả, khổ cực, không thể làm, có thể tách rời lòng yêu mến của Thiên Chúa. Thế thì chúng ta thấy không? Đấy, đời sống đức tin. Và hôm nay cũng là ngày nhớ Thánh Mỹ và Thánh Đường nữa. Khi nói đến các thánh tử đạo Việt Nam là chúng ta nghĩ đến đời sống đức tin của các ngài. Dám sống đức tin một cách trung kiên với Chúa. Và cũng dám chết để bảo vệ niềm tin đó. Vậy thì khi chúng ta nhớ đến Thánh Tử Đạo và nghĩ đến Thánh Tử Đạo là chúng ta nghĩ đến đức tin của các ngài. Bởi vì các ngài phải là những người can đảm lắm. Sống đức tin vào cái thời cấm cách bách hại như vậy mà thà chết chứ không bao giờ chối Chúa, chối bỏ niềm tin. Cho nên hôm nay cũng có cái dịp để chúng ta đọc lại đức tin của các thánh tử đạo Việt Nam là tổ tiên cha ông của chúng ta. Thì chúng ta cũng có quyền để chúng ta lồng ghép vào cuộc sống của đời sống giáo xứ Hoàng Nguyên của chúng ta. Cũng có dịp để chúng ta nghĩ lời thời Hoàng Nguyên của chúng ta khi mà tiểu chủng viện còn đang hoạt động. Cố Tây cũng có mà cụ ta cũng có. Chúng ta nghĩ về cái thời đó, mảnh đất ở bên cạnh chúng ta đây chứ không có xa lạ gì cả. Chúng ta phải nhớ rằng trên cái mảnh đất này đã biết bao nhiêu đấng bậc đã được học tập ở đây, đào tạo ở đây rồi hôm nay đi khắp tất cả mọi miền. Đấy, và mảnh đất này vẫn còn ghi nhớ dấu ấn của các vị thừa sai, của các cha giáo, của các đấng các bậc trong giáo phận Hà Nội của chúng ta nói riêng, cũng như là cả giáo hội Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta cũng có quyền để chúng ta ngồi ở trong nhà thờ này, để chúng ta nhìn về quá khứ, đức tin của các thánh tử đạo, đức tin của tổ tiên cha ông của chúng ta ở Hoàng Nguyên này, ở cái vùng đất này. Và biết bao nhiêu đấng bậc đã ngang qua giáo xứ Hoàng Nguyên để phục vụ anh chị em chúng ta, tổ tiên cha ông của chúng ta. Đấy, như tôi nói là có thời kỳ, có cha chính và có cha phó. Làm gì? Về đây để làm gì? Là để phục vụ giáo dân. Phục vụ giáo dân thời bấy giờ chính là tổ tiên cha ông của chúng ta. Và hôm nay lại lập lại cái thời đó. Hôm nay cha chính xứ và cha phó xứ ở tại Hoàng Nguyên để phục vụ anh chị em. Nữa nó vừa có cả quá khứ và vừa để ôn lại quá khứ, đồng thời để chúng ta sống cho thời hiện tại lúc này. Rất cụ thể trong bài tin mừng hôm nay. Nếu như môn đệ của Gioan khi xưa được Gioan sai đến để hỏi Chúa Giêsu, ông đã phải là đứng mà chúng tôi đến đợi phải đã đến chưa, hay là chúng tôi phải đợi đứng nào khác? Hôm nay giáo dân Hoàng Nguyên, Cổ Liêu và Thủy Chú cũng đến hỏi cha xứ của chúng ta. Cái ông cha Hải này đã phải là người đã đến chưa, hay là chúng tôi phải đợi ai nữa? Cũng có quyền chúng ta hỏi. Và hôm nay Chúa Giêsu cũng trả lời với các môn đệ của Gioan. Chúa Giêsu không nói tôi là đấng cứu thế, tôi là Giêsu, tôi là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu không trả lời cho môn đệ Gioan, mà Chúa Giêsu trả lời bằng cách hãy về thuật lại cho Gioan biết những gì mà mắt thấy tai nghe. Chúng ta không cần hỏi cha Hải xem ông đã phải là đứng phải đến chưa, hay là chúng tôi phải đợi cha phó khác. Chắc cha Hải cũng không dám trả lời là đúng rồi. Nhưng tôi cũng xin nói như tin mừng hôm nay.
Cha Hải cũng sẽ nói với cộng đoàn giáo dân của chúng ta rằng hãy đến và hãy kể lại cho người khác những gì là mắt thấy tai nghe, nghĩa là những gì mà Cha Hải làm, những gì mà Cha Xứ làm. Chúng tôi vẫn là những người mà được kể là chỉ nói thôi, nói giỏi đó, ngày 2-3 lần nói ở trên tòa giảng. Đã đủ thuyết phục anh chị em chưa? Chưa. Không có sức thuyết phục anh chị em nếu chỉ có đứng đây mà nói. Phải sắn tay áo lên, phải phục vụ, phải khiêm nhường, phải trở thành đầy tớ của mọi người để phục vụ anh chị em. Không cần phải nói nhiều, không cần phải trình bày. Cũng như hôm nay Chúa Giêsu nói với hai môn đệ của Gioan ấy, hãy về thuật lại cho Gioan biết tất cả những gì mà các ngươi mắt thấy tai nghe. Què đi được, câm nói được, điếc nghe được, chết sống lại, người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Đấy. Hôm nay giáo sứ Hoàng Nguyên của chúng ta có cha xứ, có cha phó. Tôi tin chắc rằng sẽ có được nhiều người nghe loan báo tin mừng. Bởi vì trước đây chỉ có cha xứ thôi. May ra thì nhờ được có đứng ở vùng quanh đây đến hộ lễ nào thì được hộ thôi. Còn thì một mình cha xứ làm sao mà nổi được. Dù là có lắp chân vào mà chạy thêm, có lắp tay vào mà làm việc, có lắp miệng vào mà nói thêm cũng không thể nào làm xuể được. Một cái giáo xứ đông giáo dân như thế này, làm sao mà có thể làm hết được thưa anh chị em. Có chăng thì cũng phải làm với những gì là cần, cái gì là chính thôi. Còn bao nhiêu việc phải thực thi nhưng không làm được bởi vì không đủ sức. Đấy, thì hôm nay giáo xứ chúng ta có cha phó cùng với cha xứ, thì tôi tin rằng có rất nhiều người sẽ được nghe loan báo tin mừng. Trước đây một ngày Chủ nhật có 4 thánh lễ cha xứ làm cả, nhưng hôm nay có thể 8 thánh lễ Chủ nhật ở các điểm nữa, thì phải có được nhiều người dự lễ, có được nhiều người nghe loan báo tin mừng chứ. Trước đây chỉ có một mình cha xứ ngồi tòa thôi, hôm nay có thêm một cha phó ngồi nữa. Cha phó, cha xứ ngồi được 100 thì ít ra cha phó cũng ngồi được 50, thì lại có thêm được số người đi xưng tội và đón rước Chúa. Đấy là đơn cử một vài việc như vậy thôi. Thì tôi nói là hiện tại cho giáo xứ Hoàng Nguyên là có thêm cha phó để làm những công việc mà Chúa Giêsu đã làm khi còn ở thế gian này, để cho thế gian được rỗi. Cho nên niềm vui đến với giáo xứ Hoàng Nguyên của chúng ta, có dịp để chúng ta nhìn lại quá khứ của dân Chúa, cũng vui mừng khi Thiên Chúa đã trở mặt lại để yêu thương và nâng đỡ dân của Chúa. Rồi Thánh Phaolô cũng nhắc cho chúng ta tinh thần của thánh nhân trong lời tuyên xưng đức tin và diễn tả đức tin bằng lời sống của mình, thì cụ thể là Thánh Mỹ và Thánh Đường mà Giáo hội Việt Nam nhớ ngày hôm nay. Rồi giáo Hoàng Nguyên hôm nay thì bài tin mừng. Đấy, cứ nhìn việc cha xứ làm, hãy nhìn những việc mà cha phó làm thì sẽ biết các ngài là ai. Không cần phải điều tra lý lịch. Đấy, hàng ngày các cụ công bà anh xem cứ nhìn vào cha xứ, nhìn vào cha phó với tất cả những công việc mà các ngài thực hiện trong một ngày sống, thì các cụ ông bà anh xem sẽ biết các ngài là ai. Cũng như hôm nay Chúa Giêsu lấy việc làm để minh chứng mình, lấy việc làm để giới thiệu mình, lấy việc làm để chứng minh rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế đã đến trần gian, được Chúa Cha sai đến. Vậy hôm nay trong tâm tình tạ ơn Chúa, cách riêng là với ba giáo xứ Hoàng Nguyên, Cổ Liêu và Thủy Chú, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương, ghé mắt nhân từ để nhìn đến cộng đoàn dân Chúa đông đảo như thế này, để có thêm một cha phó từ hôm nay để cộng tác với cha xứ trong các việc. Đấy, như trước lễ cha xứ đã đọc bài văn thư bổ nhiệm cha phó xứ Hoàng Nguyên như thế nào, căn cứ vào các điều luật của giáo hội. Đấy, điều luật của về cha xứ, các điều luật viết về cha phó, cha phó với quyền hạn như thế nào, cha xứ với quyền hạn như nào, trong giáo luật có hết. Đấy, từ điều 542 cho đến điều 552 quy định về quyền và lợi của cha xứ, của cha phó rõ ràng lắm. Và thì cha phó là ai? Cha phó là cộng tác với cha xứ, là những người giúp việc cha xứ, là những người để cùng với cha xứ chia sẻ gánh nặng mục vụ cho dân Chúa và phục vụ dân Chúa. Vậy hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa để cho cha xứ và cha phó như lời cha xứ đã nói lúc đầu lễ, rất mừng khi được bề trên bổ nhiệm cha phó về ở cùng với Ngài. Và tôi cũng tin là như vậy, bởi vì tôi, đời tôi đã có cha phó rồi, tôi biết rồi. Đấy, không có cha phó ở bên cạnh là khổ cho tôi biết chừng nào, nhưng có cha phó ở bên cạnh là hạnh phúc lắm.
Cô xin kể một câu chuyện ngày xưa tôi ở Bút Đông. Cha Hùng ở Đồng Bèo, người có trêu tôi ở nhà thờ Yên Mỹ. Không biết cái ông cha xứ Bút Đông, ông có hai cha phó. Ông thịt một con gà có hai cái đùi thì ông ăn cái nào? Ông ăn thì cha phó mổ một cái nữa thì ai ăn? Thế thôi mới trả lời với cha Hùng ở Đồng Bèo là anh chưa có cha phó nên anh chưa có kinh nghiệm. Hai cái đùi tôi chặt ra thì ai cũng có. Đúng không? Để cả để nguyên này thì đúng là có hai chiếc thôi, thì cha xứ phải ngồi nhìn hai cha phó ăn thôi. Nhưng mà tôi bảo phải chặt ra thì mỗi người cũng sẽ có một miếng. Đấy là cái kinh nghiệm của cha xứ. Vì làm chưa làm cha xứ thì chưa biết được kinh nghiệm. Đấy, thì hôm nay chắc chắn là hôm nay cha Mạnh lần đầu tiên đón cha phó nha. Thế có cái kinh nghiệm mà cha lúc lấn cấn thì cha cứ hỏi con sẽ chỉ cho để sống với cha phó như thế nào. Đấy, sống với cha phó như thế nào. Vui lắm nha. Cộng đoàn chúng ta rất là vui. Vui từ nhà xứ vui ra. Nếu có một hoàng nguyên, một cộng đoàn dân Chúa vui thì phải nhìn niềm vui từ nhà xứ vui ra. Trong nhà xứ mà không có niềm vui giữa cha xứ với cha phó thì cộng đoàn dân Chúa cũng chẳng có niềm vui. Đấy, cho nên các cụ ông bà em nghe tôi nói, cứ nhìn vào nhà xứ, cha xứ với cha phó sống như thế nào, cùng với thầy xứ nó sống như thế nào, thì chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui ngay ở trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Thế còn mà nếu mà cha xứ đi một đàng, cha phó đi một nẻo thì khó đấy. Nhưng mà tôi tin là không có đâu nha, không có cái chuyện đó, mà chắc chắn là sẽ vui và vui hơn, vui hơn. Và chủ nhật vừa rồi cũng là một chủ nhật của niềm vui mà. Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Trong cái lúc mà giáo hội vui luôn trong niềm vui của Chúa thì cha Phêrô Nguyễn Văn Hải về xứ Hoàng Nguyên. Thấy không? Thế là cái gì nào tôi thấy nó rất là trùng hợp ngày hôm nay. Và chúng ta hãy tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho cha xứ, cha phó. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho chính cộng đoàn của chúng ta nữa, để từ nay với tinh thần của một giáo hội mà theo Thượng Hội đồng Thế giới Giám mục cũng như là công nghị của Giáo phận Hà Nội là một giáo hội hiệp hành. Đấy. Cha xứ, cha phó và giáo dân làm nên một giáo xứ với đường lối là hiệp hành, hiệp thông với Chúa, hiệp thông với nhau, tham gia các công việc và cùng nhau làm công việc truyền giáo. Đấy. Nó có sự gắn kết giữa cha xứ và cha phó, rồi giữa gắn kết giữa cha xứ, cha phó và giáo dân, và tất cả cha xứ, cha phó và giáo dân cùng hiệp thông với Chúa để làm nên một cộng đoàn đức tin và làm một cộng đoàn truyền giáo. Và tôi cầu chúc cho cái mối tương quan hiệp hành mà giáo hội Hoàn Vũ cũng như là giáo hội Việt Nam đang thực thi, để chúng ta giáo xứ Hoàng Nguyên là giáo hội địa phương cũng sẽ có được một tinh thần hiệp hành ấy, để giữa cha xứ, cha phó và cộng đoàn dân Chúa của chúng ta, trước là hiệp thông với Chúa, sau là hiệp thông với nhau, để chúng ta xây dựng một cộng đoàn đức tin và một cộng đoàn truyền giáo nữa. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô Mỹ và Thánh Phêrô Đường đã chấp nhận hy sinh mạng sống để làm chứng cho đức tin. Trong ngày lễ kính các ngài, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết. Hai thánh tử đạo mà chúng ta mừng kính hôm nay đã chu toàn chức vụ với lòng sốt sáng nhiệt thành trong ơn Chúa. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, đặc biệt là cha phó Phêrô luôn hăng hái trong sứ vụ và chu toàn bổn phận với ơn nâng đỡ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu nguyện. Hai vị thánh đã gắn bó mật thiết với nhau từ khi bắt đầu cho đến kết thúc sứ vụ Chúa trao. Xin cho hội thánh của Chúa luôn sống trong sự hợp nhất yêu thương, để ý định của Thiên Chúa được sáng tỏ và lan tỏa khắp mọi nơi. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Thánh Phêrô Trương Văn Đường không chỉ sốt sáng đọc kinh Mân Côi mà còn làm tràng hạt phân phát cho các tín hữu. Xin cho giáo xứ chúng ta cũng có lòng yêu mến Đức Mẹ, biết noi gương sáng cho con cái bằng việc lần chuỗi Mân Côi. Chúng ta hãy cầu nguyện. Thuốc chữa vết thương của Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ là đức nhịn nhục và chịu khó bằng lòng. Xin cho mỗi người chúng ta biết dự trữ hai liều thuốc ấy để vượt qua mọi thử thách của cuộc sống bằng sự hy sinh và thánh thiện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, hai thánh Phaolô Mỹ và Phêrô Đường dù bị chém đầu hay phải chết cách nào cũng không bỏ đạo. Xin cho chúng con noi gương các ngài biết sống đức tin vững vàng trong mọi hoàn cảnh, dù phải gặp những khó khăn thử thách. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay trái để con được tôn vinh Thánh Chúa và đem đến cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Cha Chí Thánh, chúng con dâng những lễ vật này để tưởng niệm các thánh đã làm chứng cho Cha.
Xin Cha thương chấp nhận và làm cho chúng con cũng trở thành những chứng nhân bất khuất khi phải tuyên xưng danh Cha trước mặt mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã cứu mang với tình yêu khôn tả. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi Người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng Người. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa về. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
Thánh Giuse, bạn trăm năm đức trinh nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha đến, Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đặt Chúa từ vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một đời vì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mừng Thánh Chúa Kitô xin giữ con.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho mầu nhiệm thập giá sáng chói cách lạ lùng trong cuộc đời các thánh tử đạo. Xin ban cho chúng con vừa được hy lễ này bồi dưỡng, biết trọn niềm gắn bó cùng Chúa Kitô và không ngừng hoạt động trong hội thánh, cho anh em được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Con xin được kính mời Cha quản hạt, quý cha đồng tế và cộng đoàn an tọa. Kính thưa cha quản hạt Giuse, kính thưa cha xứ Phaolô, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ và toàn thể cộng đoàn. Trước tiên, con xin được dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã tuôn đổ xuống trên cuộc đời con, được làm người, được làm con Chúa, và Chúa đã gọi chọn con được lãnh nhận thánh chức linh mục. Và đặc biệt, Chúa đã tuôn đổ trên cộng đoàn giáo xứ Hoàng Nguyên này. Kế đến, con xin được tri ân Đức Tổng Giuse vì ngày mùng 3 tháng 12 vừa qua, cũng tại ngôi thánh đường này, Thiên Chúa đã thương ban cho con và anh em con, 15 anh em chúng con qua bàn tay của Đức Tổng Giuse. Và ngày mùng 5 tháng 12, Đức Tổng đã trao ban văn thư bổ nhiệm con về làm phó xứ Hoàng Nguyên. Con thật hạnh phúc và vinh dự vì được về ở bên cha xứ Phaolô và ở với cộng đoàn. Vì nơi đây có một bề dày lịch sử và truyền thống thật là tốt đẹp. Hơn cả, nơi đây còn có những con người đầy lòng mến, nhiệt thành và tận tụy đối với công việc nhà Chúa. Điều này con cảm nhận được trong những ngày vừa qua. Con cảm ơn cha xứ Phaolô
vì khi con về, cha đã đón nhận con rất chu đáo và nhiệt tình, lo cho con mọi thứ. Và trong tâm tình của người cha, người anh, cha đã chia sẻ cho con rất nhiều về kinh nghiệm, công việc và đường hướng mục vụ trong tương lai mà cha sắp và đang sẽ khởi sự. Xin chúc ban cho cha luôn được mạnh khỏe và chúc lành cho những dự định và công việc mà cha đã làm, đang làm và sẽ làm trong thời gian sắp tới. Con cũng cảm ơn ban mục vụ Hội đồng Giáo xứ Hoàng Nguyên, quý thầy, quý sơ, quý ban và toàn thể cộng đoàn đã đón tiếp con một cách nồng hậu. Xin Chúa trả công bội hậu cho từng người và cho gia đình quý vị. Trọng kính cha quản hạt Phú Xuyên, thật vinh dự cho con vì năm tập vụ con được về ở bên cha, được sinh hoạt trong hạt Phú Xuyên. Nay con lại được về với giáo hạt. Xin cha hãy đón nhận con như người con trong gia đình của giáo hạt và xin cha cầu nguyện cho con được trung thành trên bước đường theo Chúa. Trọng kính quý cha trong và ngoài giáo hạt Phú Xuyên, hôm nay tuy con là một linh mục nhưng đối với quý cha con vẫn là một người trẻ, vẫn cần được yêu thương và sửa dạy khi cần, ban lời khi bảo. Mong quý cha tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho con. Và một lần nữa con xin được kính chào và kính chúc quý cha cùng toàn thể cộng đoàn. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, khi mà hay tin cha Phêrô về với con thì có người hỏi con rằng với tư cách là mẹ chồng đón con dâu mới thì có bỏ muối hai lần vào nồi canh không? Con thì con nghĩ rằng đây không phải là chuyện làm dâu, cũng chẳng phải là cái chuyện này kia. Nhưng đối với con thì cha Phêrô là một người anh em. Và chúng con, như cha quản hạt nói lúc chia sẻ, đó là sẽ luôn tạo nên niềm vui, tiếng cười trong nhà xứ. Chúng con mỗi người một phòng riêng, nhưng chỉ có một bếp ăn thôi, và sẽ dùng bữa chung với nhau mọi ngày, ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng. Thế nên cha quản hạt cứ an tâm, anh em chúng con vui với nhau. Mỗi buổi sáng thì chúng con còn đá bóng với nhau nữa, rất là vui. Và hôm nay con xin thay lời cho cộng đoàn giáo xứ Hoàng Nguyên, Cổ Liêu và Thủy Chú, xin chân thành cảm ơn cha quản hạt, quý cha quê hương và quý cha hàng xóm đã tới đây trong ngày lễ chúng con ra mắt cha phó. Quý cha đã cùng với cộng đoàn và chúng con dâng lời tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc lành và trả công cho tất cả quý cha. Chúng ta cùng đồng trong tay để cảm ơn quý cha. Xin cảm ơn cao đoàn, cảm ơn tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Cảm ơn hội trống, hội kèn đã góp phần làm nên thánh lễ này. Chúng ta cùng cảm ơn nhau bằng một tràng pháo tay nữa. Con xin mời quý cha và cộng đoàn chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ. Tôi cũng xin thêm một chút nữa này. Giáo hội của Chúa Kitô thiết lập có hai cột trụ, đó là Phêrô và Phaolô. Giáo hội địa phương là Hoàng Nguyên hôm nay cũng có hai cột trụ, Phêrô và Phaolô. Phaolô mạnh và Phêrô hải, đúng không? Đấy là một sự trùng hợp rất là hợp ý, cho nên là không thể nào mà lại không vui, không thể nào mà lại có thể khác đi được nhá. Hôm nay thì Hoàng Nguyên có mừng lễ cha xứ, bổn mạng cha xứ thì cũng lại cùng mừng bổn mạng cha phó luôn. Cha Phaolô 29/6 à? Đấy, thế là cả hai anh em cùng Phêrô và Phaolô cùng một ngày luôn nhá. Thế là lỗ đấy. Thế thì phải cha xứ phải tổ chức trước, trong đến được cha phó tổ chức sau thì bây giờ chứ còn hai tổ chức cùng thì chúng ta lại thiệt mất bữa, đúng không? Đấy, cho nên là tôi đính chính như thế để đến ngày đó là chúng ta sẽ tính sau nhá. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
nhóm đó.